Trốn cứ cho mong tóc âu tuổi hơn màu vậy nữa. Mình thấy sớm hơn mà. Tuổi ý là cái gốc của chị nó sáng hơn thôi. Còn cái đuôi nó tuổi hơn. Dù mà trên ở trên nó sáng hơn, hồi mong cái gốc nó còn sáng hơn. Hồi trước là đi dùng tóc đồ là ông chồng ông kêu tỉnh rồi dùng mấy cái màu xám rồi đi đi hỏi hỏi luôn tốt luôn. Là để đen phải xong ta để nên là đen mấy người kêu kiểu là như là họ kêu là lớn để màu đen thì mình làm được chứ không đâu. Thì do mình nhỏ miếp mình quen mình để màu đen mình thấy nó không hợp chứ cũng bình thường chi đâu không hợp. Không vì mình không lúa lắm đi. Do mình nhộn mình thấy nó cái như người để đen miếp này. Bình thường chứ chi đâu mà. Do mình quen. Quen cách nhìn thôi chứ quen. còn. Nhà ta hai bà chị dâu để đen thui. À để từ đầu ấy mình nhộn mình nhìn quen. Mình quen rồi. Nhộn miếp mẹ dặm dặm ra đâu. Tốn tiền. Tiền nữa là có chuyện chỉ cứ lo cái đầu tóc các bạn. Đầu mượn ra xí thôi dầm ra. Trời nửa đen, à, nửa đen, nửa màu là nhìn bé lắm. Thà đen đen luôn, màu màu luôn cái nửa đen như màu. Nhiều đứa ra một lóng tay đi ngực mùm này rồi thôi. Một lóng tay thôi đó. Còn anh nó cũng để đen thui đi giờ thò không thế này nó cũng biết này cái đầu nhỏ tóc nó đen quá nhiều nữa kìa. Tóc nó dọn tóc thẻ mà. Nhưng bữa nay nhìn thấy nó tráng hơn á. Chắc không có mình với nhà dưỡng chứ, nó dùng của con anh kia mới nó dùng ấy. Ừ.
Cái tháng này thấy nhận lương mấy ông thăm lại. Hử? Cái tháng này nhận lương thăm mấy tháng trước đấy. Thăm gì mà? Tháng trước thăm mấy chị nhận. My ơi, đi mà đi mua đồ, mua đem gửi cho mẹ đi mà. Nào cái bữa hôm trước mà đau là hết mớ tiền rồi. Ủa sao chị kêu 1.500.000? Hả? Nghe chị nói 1.500.000. Tiền phí. Rồi tiền chị mua đồ nữa. Chị một mình chịu hết à? Thì chị chịu, anh chị đưa tiền rồi sao chị trả lại. Thì nói chung là chị đưa lại cho mẹ anh, đưa tiền lo đó mà chị đưa cho mẹ chị. Còn lo vô lao nữa đâu mà tranh thủ lo đi chứ, có chồng mà có lo miết, đâu lo miết nữa chừng mà. Giờ còn mấy tháng nữa đâu mà thì mình biết tới nữa là chứ còn lo được thì cứ lo mà lúc đó lo cũng phải hỏi ý kiến chứ đâu phải ân lo nữa. Còn dễ không dễ nhưng mà mình cũng phải hậu á, phải nói chứ. Thì hậu nói cái chuyện nó cũng biết mà. Chứ đâu phải hậu đó là có chung rồi. Thì cái là tức là nó mình tốn nhiều nha. Cho sáng mẹ trước. Có cho máy không được. Ủa hàng mấy bữa em đi lễ về sớm lắm mà hả? Hôm nay trễ lắm chị. Nên thân thích. Cô chắc mừng đói rồi.